Luật phòng chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 là hành lang pháp lý quan trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Để luật này đảm bảo tính khả thi, đi vào cuộc sống một cách thiết thực nhất, sáng nay, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo tham vấn sự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng 2018. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ của dự án thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng trong ASEAN. Trong chương trình làm việc, Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng mới nhất. Bên cạnh đó, dự thảo nghị định lần này có phạm vi rộng, bao trùm nhiều nội dung mới và phức tạp. Vì vậy, tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về chống tham nhũng. Trong những thời gian vừa qua, năm qua, thì phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm. Nghị định này có phạm vi điều chỉnh rộng, bao trùm nhiều nội dung mà trước đây đã được quy định trong nhiều nghị định và văn bản khác. Thì bên cạnh đó, nghị định cũng cần quy định chi tiết về việc áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Đây có thể coi là một nội dung mới và khó vì lần đầu tiên nó quy định tại Việt Nam về vấn đề này. Mà hôm nay cái hội thảo này được xác định là một cái cuộc hội thảo rất quan trọng để làm tiền đề cho việc xây dựng một cái nghị định cho thật là có chất lượng và thật sự là đi vào cuộc sống. Trong khi đó, bà Akiko Fuji, Phó trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam thời gian qua trong việc phòng chống tham nhũng. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Phòng chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc năm 2009, sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017, bao gồm những thay đổi lớn trong chính sách xử lý hình sự đối với các tội phạm về tham nhũng, và thông qua Luật Phòng chống tham nhũng mới vào năm 2018, với việc mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực tư nhân. Tất cả những nỗ lực này thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu 16 của chương trình nghị sự 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó có mục tiêu giảm đáng kể tham nhũng và hối lộ dưới mọi hình thức là một trong những chỉ số chính. Từ hội thảo tham vấn hôm nay, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp để nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng 2018 đảm bảo tính khả thi và đi vào cuộc sống có hiệu quả nhất.